Xin kính chào quý cô bác anh chị ạ. Hôm nay thì cơ sở đồ gỗ Đô Thờ Liên Nga xin giới thiệu đến quý cô bác anh chị mình sản phẩm chim hạc cao 48cm, được làm từ nguyên liệu gỗ mít ta và đã được sơn son thép vàng rất là bền đẹp ạ. Từ xa xưa thì chim hạc đã được xem là loài chim tiên quý hiếm, là biểu tượng của các bậc tu sĩ hiền nhân. Ngoài ra chim hạc còn sống rất thọ, do đó chúng được xem là biểu tượng của sự trường thọ. Trong văn hóa tâm linh thì chim hạc được xem là biểu tượng của âm dương nhật nguyệt, giúp cân bằng vượng khí rất là tốt. Mời quý cô bác anh chị mình ai cần mua chim hạc hay là cần mua các sản phẩm đồ gỗ đồ thờ cúng tâm linh hoặc là cần được tư vấn thì mời cả nhà mình hãy liên hệ ngay số máy 0904981269, hoặc cả nhà mình cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Liên Nga tại địa chỉ ngã ba Cát Đằng, Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định nha cả nhà. Cô bác anh chị nào ở xa thì có thể inbox hoặc là gọi điện cho em để mà chốt đơn hàng. Tất cả các đơn hàng khi mua tại cơ sở đồ gỗ Đô Thờ Liên Nga dưới 5 triệu đồng thì cô bác anh chị mình không cần phải cọc tiền và được kiểm tra hàng trước khi nhận. Trong quá trình vận chuyển nếu xảy ra gãy hỏng thì cơ sở đồ gỗ Đô Thờ Liên Nga cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm ạ. Xin cảm ơn cả nhà mình ạ.